Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Hù Gà Quỳnh Hiện tại thì cái chùm sao này nó yêu cầu đó là chỉ số in anh hùng Cái tăng cường ở đây là cái uh, in 35% và atK 35% In anh hùng ở đây là thể hiện những anh hùng mà thuộc cái nhóm gọi là sát thương phép thuật đó các bạn Chỉ số in này nó bao gồm 3 yếu tố đó là mRTK, mRTK và mRTK atk có nghĩa là khả năng tấn công phép thuật M đẹp có nghĩa là khả năng phòng thủ phép thuật và em là khả năng chí mạng phép thuật. Thì nói chung những con phép thì được búp kỹ năng phép là nó rất là ok rồi. Về cái dàn quân phòng thủ thì ở à, lý do vì sao mình dùng hai con này thì cái dòng sao này nó búp á, là thiên về cái khả năng phép thuật. Tuy nhiên nó không có cái khả năng phòng thủ vật lý cho những cái con tướng phép nó chỉ có khả năng phòng thủ phép thuật có nghĩa là những con này nó sẽ kháng phép ổn thôi chứ còn về kháng vật lý thì nó vẫn không ổn các bạn phải chen dự những con vật lý này để chống chịu tránh cái trường hợp bên kia nó sử dụng những cái con như là sát thủ ok rồi đây là cái đội hình phòng thủ mà khi mình sử dụng tướng mua thì mình dùng con đơn ga bu như là một con tướng chính con này nó đóng hai vai trò vừa là tăng cơ và vừa là sát thủ cho đội hình mình kèm theo đó con hiệp sĩ hoa hồng nó sẽ vừa là tăng cơ cũng như là hỗ trợ tấn công rồi uh, theo đó mình sẽ sử dụng ba con tướng phép là con tiểu quỷ và con búp bê hai con này đóng vai trò đó là gây những cái uh, hiệu ứng cho bên kia Họ dạy chi thức là hồi máu ok chung là nếu các bạn cứ né con sát thủ ra còn nếu có con sát thủ đúng không thì các bạn bỏ cái con uh, lò thiêu các bạn nhét cái con thợ sẵn thú vô nhầm các bạn bỏ con lò thiêu các bạn nhét con siêu pháo thủ vô như vậy sẽ tấn công rất là ổn đây cơ bản về đội hình uh, tướng tri nó cũng khá là mạnh khá là hiệu quả quan trọng các bạn chọn cách đánh thôi ok ra sẽ đối đầu với cái đội hình này bằng những con tướng mua nha các bạn mình sẽ dùng con uh, con này đi con khiên thánh làm uh, chủ tướng đi à con ốc sên lâu rồi không dùng nhưng ốc sên cực kỳ hiệu quả ở đây bà chúa tuyết nè hiền triết nè đẩy tướng free luôn ok chị khai chết mày nè đông ra bu chết mày nè tao đứng từ bên đây tao phóng cái lao qua cũng thấy mẹ mày luôn đấy mày nhảy qua mày nhảy qua mày nhảy qua, mày nhảy qua. làm gì Trời ơi. đấy nói chung lại là, là tướng nạp á. thì nó có rất là nhiều con nó có thể khắc chế được đối phương rất là dễ các bạn Hiền chiếc bảo tố nè lóc sấy nè lóc sấy nè con chết mày chết, chết mày đóng băng mày lại nè đấy những con tướng free á, nó cũng có hiệu quả của nó rất là ổn ha đấy chết mày chưa con ơi Thấy, các bạn thấy mình thắng rất là nhẹ nhàng. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.